favorite singers, and we work together a lot. And she's hot, she goes on tour a lot, but tonight is very special because she comes here to support my birthday. So thank you. Thì anh Trương Khai xin chào tất cả quý vị. Anh Toàn ơi, có lông hồ thôi, lấy lên 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 đỡ kìa. Đáng lẽ là em vừa mới tới, mới đặt mông ngồi xuống rồi. Mà nghe anh nói lông hồ mà không thấy lông hồ lên tiếng, thôi em lên tiếng trước. Trước sau gì cũng phải nạp mà. Nhưng mà trước hết là xin phép quý vị cho Lilian được thương chúc cho anh Toàn một đêm sinh nhật thơ thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ cùng với tất cả quý khách ở đây. Nhưng là bên các người đẹp rất là nhiều, ngồi nguyên góc phía kia, rủ em ngồi em không chịu. Em sợ em bị chìm. Nhưng mà lên đây thì Lý Anh nổi hơn nhiều. Phải không? Chắc nhờ đánh cái nhờ đèn ở trong này đẹp, mà âm thanh hay. Rồi cái môi em nó hơi hồng hơn nữa. Okay, anh em mình hát trước hay là sao? Em anh hát trước đi. Rồi sẵn anh đứng đây hát luôn với em bài đi. Sẵn anh đưa dớt anh luôn. Xong rồi á, dớt xong rồi thả anh xuống. Và sau đây một nhạc phẩm mà hai anh em Lilian thường hay đi và hát chung với nhau. Đó là nhạc phẩm Can't Help Falling in Love with You. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. It's my honor to be here tonight to be with this wonderful man. Now I noticed there's a lot of familiar faces. It's my first time here in Lạc Đông. Yes, it's my first time singing here. Rung hơi rung. Thầy gì nắm tay anh thôi anh. Em nắm cây này chứ chắc anh. Hát ở đây rung thiệt. Quý vị biết không, hát này rất là rung là tại vì we stand here in the spotlight and everybody is staring at us. So, I know. Ông thấy uống rượu tới đó, ông thấy để ly dưới đất không? Okay. Em mời con nhạc. Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Why can't I fall in love?
Okay, the young dog.